2. Thế nào? Bây giờ mình sẽ vào phần 1 cho các bạn coi trước nhá. Phần. Thì những cái phần thì những cái phần collection này thường là họ làm ra là để tri ân đến những fan hâm mộ của những tựa game mà họ đã có thời gian dài phát triển. Nó cũng khá giống với cả cái bản đó là Street Fighter Collection trước đây mình từng giới thiệu các bạn đúng không nào. Nó bao gồm tất cả những phiên bản cũ của Street Fighter nó gộp lại. Thì cái Rockman này cũng tương tự như vậy thôi. Và đây là phần Collection 1. Đây, nó gồm phần phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 được chưa nào. Và Channel gì đó? Challenger Vol 1. Còn cái phần Collection Rockman 2 ấy, để mình vào luôn cho các bạn coi. Mega Man X Legacy Collection. Thì ở đây nó gồm phần 5 cho đến phần 8 và Challenger Vol 2 được chưa nào. Và bên cạnh đó ấy, thì trong những cái phần game này ấy, nó còn có những cái thứ khá thú vị như là music gameplay của toàn bộ các phiên bản Mega Man, hoặc là những cái phần thẻ bài, rồi là đây này các bạn coi, những cái phần thẻ bài hay là hình ảnh các thứ nó sẽ được tổng hợp lại, các bạn có thể xem. Mình không biết là có download được không, nhưng mà mình nghĩ là download được, có thể nó ở trong cái file game. Còn đây là những phần nó giới thiệu những cái phần mô hình mà các bạn có thể mua được để đem về lắp ráp, nó giống như là trò chơi siêu nhân nữa các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thì những cái phần này nó có vẻ là không phổ biến lắm, nhưng mà ở nước ngoài thì những cái này nó rất là hút khách nhé các bạn. Có rất nhiều người sưu tầm những cái món đồ này để làm vật kỷ niệm, trang trí. Đây các bạn thấy này, truyện tranh về Rockman, rồi là mô hình về Rockman, mô hình lắp ghép rất là nhiều. Các bạn có thể tìm mua trên những cái trang chủ của Rockman. Đây Z là cái gì ấy? Play Chapter Select. À, phần phim các bạn ạ. Cái này nó còn có cả phim hoạt hình nữa. Nó làm ra chúng ta coi này. Vãi lúa thật. Rồi các bạn rảnh thì có thể xem nhá. Như vậy là nó có tất cả những cái gì liên quan đến Mega Man. Những ai mà fan hâm mộ của Mega Man thì các bạn chắc chắn sẽ rất là thích những cái phần này. Qua trailer này. Rồi, nhưng mà mình thì nếu mà thử game thì mình sẽ thử cái phần đó là Rockman, Rockman 4. Đây là cái phần Rockman mà có thể nói là quen thuộc nhất của chúng ta đúng không nào? Rockman 4 và Rockman 8. Có tất cả các hậu bản. Thì mỗi phiên bản nó đều có một cái đồ họa khác nhau. Nhưng mà cái phiên bản gắn bó với chúng ta nhất chắc chắn là phần Rockman 4. Đây, mình sẽ chạy thử cho các bạn coi nhá. Trước đây thì gần như là quán net nào cái thời mà 2010 trở lại ấy, thì đều có cái tựa game đó là Rockman 4. Hay được gọi là Mega Man 4 này. Mình sẽ start game nhé. Nhân vật thì chắc chắn rồi, chính là Rezo. Đây, rất quen thuộc đúng không nào? Đường chạy dài này. Ây ây. Chỗ này thì chúng ta không đánh nó được các bạn ạ. Mình vẫn rất nhớ chỗ này. Qua màn khá là dễ. Hồi bé cái trò này với cái trò báo động đỏ là mình cực kỳ thích rồi. Red Alert. Không biết các bạn nào còn nhớ cái trò Red Alert không? Mình cũng sẽ sớm giới thiệu cái phiên bản Red Alert với các bạn. Ây à, đau vậy. Phần này qua màn khá là dễ. Nhưng mà mình nhớ trước đây là cái này nó có cái full màn hình và cái độ phân giải nó khá là đẹp này. Sao giờ nó lại thế này nhỉ? Nhìn khá là đau mắt. Qua màn khá là dễ.
Chúng ta mình khá là quen các bạn. Mặc dù chơi lâu rồi. Nên cứu không? À, kịp. Đây là... Nhưng mà này thì mình không nhớ. Dirit. Mình nhớ Rockman với cả... Zero thôi. Đây là hai nhân vật chắc chắn là rất là quen thuộc. Boss à? Hình như đây là một con boss cá sấu vậy. Đúng rồi, con boss cá sấu rồi. Chém tí chết, đơn giản vậy. Game này có lẽ không còn độ khó như xưa nữa. Trước đây thì mình chưa từng lần nào giết được con cá sấu này. Ai đây? Colonel. Ui, nói nhiều thế. What the fuck? Thôi rồi, đại khái vậy. Nói chung là mình cũng chỉ muốn giới thiệu các bạn cái phần Rockman Collection thôi. Nhưng bạn nào rảnh rảnh thì thích ôn lại quá khứ tuổi thơ thì có thể download hai cái phần Rockman Collection này. Các bạn có thể chiến game một cách vô tư thoải mái chứ nào. Còn với những ai mà là fan hâm mộ thực thụ của tựa game Rockman ấy, thì các bạn hãy đợi đến ngày đó là 2 tháng 10 trong năm nay. Nó sẽ ra cái phiên bản Mega Man 11 chứ nào. Với cái lối chơi đồ họa được tân tiến cực kỳ nhiều. Được rồi, nói chung là mình cũng hoàn thành video rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người.